chúng ta bị đen do chúng ta đi phơi nắng thì nó sẽ lão hóa hơn rất là nhiều. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu Nguyễn Phương Thảo, đang phụ trách hệ thống phòng khám da liễu thẩm mỹ Pensilia. Bác sĩ giúp em phân biệt da sậm màu với da bình thường à? Da sậm màu là những cái làn da nó có hai dạng nha. Một là làn da đó do đi nắng nhiều quá, làn da bị đen đi. Hai là cơ địa bẩm sinh của người ta sinh ra da người ta không có trắng. Thì cái dạng thứ hai có nghĩa là cơ địa là sinh ra là có những cái làn da bánh mật hoặc là những làn da nâu thì những làn da này là có mật độ tế bào melanocyte rất là nhiều, và những cái tế bào melanocyte này nhiều nó cũng có ưu điểm nha mọi người. Đối với làn da sẫm màu có nghĩa là một làn da có nhiều cái tế bào melanocyte, thì người ta thấy rằng nhiều tế bào melanocyte thì cái khả năng tạo ra melanin cũng rất là cao, và chính nhờ cái khả năng tạo ra melanin cao như vậy thì cái làn da này có khả năng chống đỡ với tia UV và chống đỡ với những cái bức xạ mặt trời tốt hơn, thì nó tránh được cái tình trạng ung thư da. Và người ta đã thấy rằng cái tỷ lệ mà những người da đen nè hoặc là da nâu, da sậm màu thì ít bị ung thư da hơn là những người da trắng. Đó, yếu tố thứ hai nữa đó là những cái người da tối màu thì khả năng mà chống lão hóa của người ta tốt hơn. Tại vì sao? Vì cái khả năng chống đỡ với môi trường tự nhiên tốt hơn. Này nó khác biệt với cái chuyện là chúng ta bị đen do chúng ta đi phơi nắng nha. Chúng ta bị đen do chúng ta đi phơi nắng thì nó sẽ lão hóa hơn rất là nhiều. Tại vì cái màu đen đó là do chúng ta bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời mà nó mới gây ra đen. Còn cái dạng da tối màu tự nhiên bẩm sinh có nghĩa là làn da người ta sinh ra đã có rất là nhiều cái sắc tố trên bề mặt da, hoặc là những cái làn da ngâm bánh mật hoặc là những làn da nâu đen luôn, thì những làn da đó rất là khỏe với môi trường tự nhiên. Nên bác sĩ nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái tuýp da khác nhau, và nếu như tuýp da của các bạn không phải là thuộc dạng là da trắng sáng ha, mà các bạn là những cái làn da ngâm, da bánh mật, thì bác sĩ khuyên là các bạn nên giữ và phát huy cái độ bóng mượt của cái làn da bánh mật đó, nó vẫn đẹp nha mọi người. Bác sĩ cho em hỏi là tại sao phải lựa chọn sử dụng các bước sóng dài hơn để điều trị cho da bằng công nghệ laser ạ? Đối với việc mà mình sử dụng cái bước sóng dài thì cái bước sóng càng dài thì cái độ sâu của tia nó sẽ càng cao hơn. Do đó chúng ta thấy rằng khi chúng ta điều trị thì có những cái vùng mà gọi là tiếp xúc với cái mô đích đó là mạch máu, thì chúng ta sẽ phải sử dụng những dạng xung dài như là 1064 xung dài hoặc là 755 xung dài, thì nó sẽ tác động đến mạch máu, nang lông, tuyến bã, thì đó là những cái hệ mà tầng sâu. Còn đối với những cái dạng mà sắc tố mà tầng nông hoặc là những cái lớp ở phía trên bề mặt da như là lớp làm cho cái lớp sừng, lớp thượng bì thì chúng ta có thể chọn những dạng laser 1064 xung ngắn hoặc là 755 xung ngắn để trẻ hóa cái bề mặt da tầng nông hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta phải chọn những cái bước sóng dài để chúng ta tác động được tầng sâu. Nhưng mà tầng sâu nó cũng sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều, nên chúng ta phải cân nhắc khi chúng ta sử dụng những cái loại công nghệ này nha. Bác sĩ cho em lời khuyên, cách bảo vệ da và đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình điều trị bằng laser ạ. Đối với mà các bạn dùng laser thì laser nào nó cũng sẽ có tác động đến tầng trung bì hoặc là tầng sâu. Cho nên là khi chúng ta sử dụng laser, chúng ta phải biết là đầu tiên chúng ta phải giảm đỏ phục hồi da tốt trong vòng 1 tuần đầu, và trong vòng 1 tuần đến 2 tuần đầu thì chúng ta không nên sử dụng những hoạt chất có axit hoặc là những cái dạng retinol, chúng ta cũng không nên tác động vào quá sớm sau khi chúng ta dùng laser. Và đặc biệt là sau khi dùng laser xong thì thường da chúng ta hay bị khô, nên chúng ta cấp nước và chúng ta chống nắng kỹ, đó là những cái quá trình mà chúng ta cần thiết. Ngoài ra, để một cái làn da đẹp thì chúng ta phải khỏe từ bên trong, cho nên nếu như chúng ta không khỏe hoặc là chúng ta ăn uống không đủ chất thì chúng ta nên bổ sung những dạng thực phẩm chức năng và chúng ta nghỉ ngơi hợp lý các bạn nha. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta hãy để lại comment bên dưới và bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn. Bye bye!